Sáng nay, ca phẫu thuật được cho là bước đột phá trong ngành nha khoa Việt Nam đã được thực hiện thành công tại thành phố Hồ Chí Minh. Ca phẫu thuật này đã mở ra một chương mới trong việc điều trị cho bệnh nhân bị mắc chứng tiêu xương hàm, nghĩa là không có răng bẩm sinh, giúp cho bệnh nhân không những có khả năng ăn nhai tốt mà còn góp phần tự tin hơn trong giao tiếp. Phải đeo răng giả từ khi còn nhỏ, chị Kim Huệ là trường hợp cực kỳ hy hữu trong nha khoa khi cả xương hàm trên và hàm dưới bị tiêu trầm trọng, lộ cả dây thần kinh. Chạy chữa gần 30 năm qua nhưng cô gái trẻ vẫn không đủ tự tin nở nụ cười trước đám đông như người bình thường. Từ khi còn bé, rất là muộn mình mới có răng ấy, không phát triển bình thường như những đứa trẻ bình thường. Mình cảm thấy mất tự tin, cười thì không thấy thoải mái, ăn uống thì khó khăn, không ăn được đủ cứng, đủ rắn. Mà cái quan trọng nhất là thấy thiếu thứ tự tin trong cuộc sống. Để giải quyết trường hợp của chị Huệ, chỉ còn một giải pháp khả thi là thực hiện song hành cả hai kỹ thuật, giờ dây thần kinh và cấy ghép implant, tức một trụ nhỏ bằng titanium để phục hồi hàm răng dưới và cấy implant xương gò má để phục hồi hàm răng trên. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này, ở Việt Nam chưa có ai thực hiện thành công cả hai kỹ thuật này trong cùng một cuộc phẫu thuật. Trong cái 20 năm hành nghề thì lần đầu tiên tôi gặp một bệnh nhân như vậy. Trong cái trường hợp này thì tôi sẽ sử dụng đồng thời là hai cái kỹ thuật lớn, đó là cái kỹ thuật phẫu thuật giờ thần kinh để cắm implant và phục hồi lại răng dưới, và hàm trên thì chúng tôi thực hiện cái kỹ thuật là cấy cái implant lên xương gò má trên cao trên này để làm lại cái răng hàm trên, đồng thời kết hợp với việc ghép thêm cái mô sừng hóa để làm tăng cái phần nướu sừng hóa để đảm bảo là cái implant nó tồn tại một cách lâu dài, bởi vì cái người bệnh nhân của chúng ta còn rất trẻ. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Theo tiến sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, việc phẫu thuật thành công không chỉ đánh dấu một bước tiến mới trong ngành nha khoa Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội cho những người mắc chứng thiếu răng bẩm sinh như chị Huệ, giúp bệnh nhân nâng cao thẩm mỹ, cải thiện chất lượng cuộc sống, tự tin trong giao tiếp và hòa nhập cộng đồng. Chi phí cho toàn bộ cuộc phẫu thuật vào khoảng từ 3 đến 400 triệu đồng.